trophy bên anh bà anh có đi cùng mấy cái cậu dưới kia là đi vô mấy cái dũng bắt cá rất là được nhiều, rất là được nhiều cá. Anh có đem về cho mình một số cá trophy rất là bự nè. Hôm nay mình sẽ làm cái món độc và lạ cho mọi người cùng coi nha. Cái món này chắc là mình không biết là có lạ hay không, nhưng đối với mình thì rất là lạ. Đó là cái món lẩu cá trứng kiến vàng. Hôm nay mình sẽ làm món cho các bạn coi nha. Giờ mình sẽ mần sạch mấy cá này nha. Các bạn đón coi và ủng hộ cho kênh Bếp Củi Quê Hương nha. Cá này mình đã làm sạch, mình đã cắt đầu cắt đế, bây giờ mình sẽ mần cho nó thiệt sạch nè. Cá này sợ nó cũng hôi rong hoặc là hôi sình, cho nên mình cố gắng làm cho nó thiệt sạch. Lát nữa mình phải chà muối nữa. Cá của mình thì đã mần sạch. Cường thì bên kia Cường chụm cho mình cái bếp lửa. Rồi, bắt lên đi con. Chọn 1-1-4 cứu hộ. Nãy là có cháy nhà của mình 1-1-4 cứu hộ kìa. Cứu không kịp thôi rồi. Cứu kịp ra đi đi hết luôn. Mình sẽ giờ mình sẽ chuẩn bị ít hành tím để mình xào cá để cho nó bán cái mùi tanh. Cá sôi mình sẽ tán cái con ong này để cho nó ra được cái vị chua ha. Cho nó ra hết cái ấy là mình bỏ lại cái cặn bã của con kiến. Để kiến này kiến vàng nha mấy bạn, chứ không phải là ong. Nhìn cái nhộng nó giống con ong quá, nó cứ quên kiến với ong. Trong người nó tự nhiên có chút chua con. Ừ, nó cái con kiến này nó cũng có một cái chất gì trong người đó, nó ăn mấy cái thiên nhiên tự nhiên nó làm cho cái con kiến này nó chua, nó có cái vị chua. Con thấy mỗi lần mà kiến mà nó bu vô cái mắt của mình á, con thấy nó rất là cay và chua, thấy không? Nó chua nó làm cho cái mắt mình nó bị cay. Chua chua, có vị chua thanh thanh. Không có đủ để chua, mình sẽ rắc thêm một chút xíu nước chanh vô ha. Mình phải cho một ít đường phèn vô đây. Để lát mình nêm chua thì nó có cái vị chua chua ngọt ngọt thanh thanh ha. Giờ mình nêm nếm một chút xíu trong nước này. Nước mắm. Rồi chút xíu bột nêm. Bột ngọt. Đây mình nãy mình vắt được một ít cốt chanh, mình sẽ bỏ vô đây để cho nó chua thêm một chút xíu. Như nếu mà kiến nãy mình nêm thử thì thấy kiến nó cũng ra cái vị nó rất là chua, nhưng vì nó ít quá cho nên là nó không có đậm đà lắm. Giờ mình sẽ cho một chút xíu nước chanh vô. Giờ mình sẽ chiên sơ qua con cá ha. Sẽ bỏ vô đây ít hành, tí phi, phi lên cho nó vàng. Chút hơi mình bỏ cá vô. Nấu này nó cũng đơn giản, chỉ nêm nếm cho nó vừa miệng là được rồi nha mấy bạn. Mình nêm sao cho nó vừa miệng mình là thấy là ok.
thể thiếu được những cái ôm gai và rau quế ha. Cái này mình để đây, lát nữa mình sẽ cho vô cái nồi lẩu. Nước lẩu của mình nó sôi lên cái là được rồi ha. À, giờ cái nồi nó chưa sôi, mình sẽ nhờ ông Táo trông coi rồi mình sẽ đi hái ít rau bỏ vô cái lẩu. Rau gì mẹ? Cái đó cái gì nè? Cái mồ. Nó mồ má. Cái này là những rau muống mầm của mẹ mình trồng, rau sạch luôn. Hái những cái rau này về ăn nó mới ngon. Tự nhiên nó mồm ngon quá mà mẹ, mẹ bỏ luôn. Thôi con đừng hái rau có môn, hôm nay mình đâu có cái món gì để làm có môn, con để dành nó đi. Hái đây xuống mình hái. Nói gì, nói gì được. Hạnh đang hái cần, cái cần này là cần cần cạn. Mình về mình bỏ lẩu luôn. Ừ. Cần nó mọc trên cạn. Cần. Cần dày lá. Nó rất là thơm nha mấy bạn. Mình hái được một rổ rau này. Tôi cháu mình chạy về để cho kịp thời gian ăn lẩu. Bà chủ hái rau nè. Trời ơi, cái nồi này là ăn cái cả tết mai luôn mà ra thanh đa, giờ ra thanh đa nữa. Hôm nay lát mà ăn mà còn đói chạy ra thanh đa. Anh nói á. Ngồi ngay cái thanh đi đỏ. Lát ai mà ngồi trước trước ống kính là người đó trả tiền nha. Mời các bạn ăn cùng với gia đình mình nha. Hôm nay mình sẽ nấu lẩu cá, đặc biệt là với có cái trứng kiến vàng đó mấy bạn. Mấy bạn sẽ, nếu mà có trứng kiến vàng mấy bạn làm thử ăn, cái vị nó rất là ngon, cái vị chua thanh thanh. Chờ đem quay luôn á. Thì có
có sao đâu. Chú Năm là gì? Anh Hùng bàn phím. Chú Ba đi đâu ra đưa mấy người kia ra ngoài xe hả? Chú Ba kêu ra cầu gì đó. Cầu ngữ. Mấy người đó có xe mà. Có xe nhưng mà chở chỉ đường, dẫn đường. Dẫn đường gì mà đường? Tắt ra. Yeah, đây mà gì đó chiều chú Ba đi cược. Anh đi ăn riêng đi con. Không chịu nói. Không kêu mẫu hay con chú Ba về giờ đó. Anh đi chú Ba về bây giờ. Đang quay á. Ê, ăn đi mấy bạn ơi. Quay, đi đâu đây? Mình ăn rau chứ. Con Hạnh nói ăn cho. Để tự ăn cái lúc gì. Ngon không con? Cục ngon. Em thử ăn cái vị nó ngon Út. Em hấp miếng nước ra. Con nó. Con ăn đi đó. Ở vòng vòng đây nhiều bà sói lắm á. Đó mẹ để cho con trai đó đó. Anh lát nữa con uống ha. Mẹ lấy cho con trai nữa nha. Này nè, hai chị em uống chung chai. Nó chua chua mà nó có cái họng béo béo à. Ừ. Để chứng kiến mà. À. Nó con nhộng á. Chị tán nó... ra. Tại thấy cá về ngon quá mà không biết làm cái món gì hết. Làm gì vậy? Lạ lạ cho mấy bạn cùng coi. Chứ còn nấu lẩu canh chua riết thì cũng quá quen rồi. Nó có cái hậu ngọt, béo béo, ngọt ngọt. Bùi bùi, thơm thơm. Ngọt thơm ngon bổ dưỡng. Ném cái tóc.